Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm ruốc thịt heo nhé, bằng máy xay sinh tố nhé, cực kỳ nhanh mà đơn giản nhé. Ở đây mình có một cân thịt heo này, mình dùng cái phần đùi, các bạn có thể dùng cái phần thăn nhé, mình thì mình hay dùng thịt đùi hơn vì nó ít mỡ hơn mà ăn thì nó vẫn thế đó. Bạn bỏ hết những cái gân đi và chúng ta thái những cái miếng mà theo dọc thớ mà nó to một chút, nó dọc thớ mà nó to một chút và nó dài sợi, để khi mà làm ruốc ấy, thì chúng ta sẽ có sợi ruốc nó dài. Bỏ hết cái gân mỡ đi. Nếu chút gân cũng không làm sao, nhưng mà tốt nhất là bỏ hết đi để chúng ta thái dọc thớ như vậy. Thái cũng đừng thái to quá, nhưng cũng đừng thái nhỏ quá, nó vụng. Thái to quá thì lại khó xay. Thái như vậy đến hết rồi sau mình mang ướp gia vị và mang đi rang sơ đi, cho nó chín sơ như là phải là chín, và sau đó mình mới mang đi xay nhé. Chút muối đấy. Chút khoảng 10 đến 15 phút. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái chảo của mình mang đi ra. Còn cái phần mỡ này thì các bạn làm, và cái phần gân này các bạn có thể xay làm chả lá lốt nhé. Rang thịt thì chúng ta không cần phải cho dầu ăn nhé. Chúng ta chỉ cần đảo lên cho nó khô thịt, và thịt nó chín tới chúng ta mang đi chúng ta xay. Không cần chín kỹ, chỉ cần chín thì thịt nó khi mà chúng ta xay thì nó sẽ không bị sống, không bị dẻo của thịt, nó cứng thịt. Đừng với lửa vừa. Khi mà nó khô rồi nhé, như thế này là được rồi đấy. Bây giờ mình sẽ mang đi, mình để cho nguội, mình sẽ đi xay nhé. Xay bằng máy xay sinh tố. Cái phần máy mà cái đầu xay nó như kiểu là chúng ta dùng để chúng ta xay sinh tố ấy, xay trái cây ấy, thì nó sẽ được cái ruốc nó sợi dài hơn, nó không bị nát quá. Cái thịt mình cho vào cái máy xay, cái loại máy cối xay của mình, sinh tố nhá. Mình xay nhá, thì nó sẽ bông sợi hơn, rất là tơi ngon, và mình không cần phải để ruốc nó dài quá. Dài quá thì các bé nhỏ sẽ không ăn được, để nó không bị nát quá thôi. Như này là được rồi nhé. Và bây giờ chúng ta trộn một chút dầu ăn vào, chúng ta mang lên chúng ta rang nhé. Không cần nhiều dầu ăn đấy, một chút để cho nó không khô quá. Bây giờ chúng ta cứ rang, ban đầu cho lửa to một chút, sau đó cho lửa rất là nhỏ, khoảng 80 đến 100 độ thôi, để chúng ta như kiểu chúng ta sấy khô ấy. Muối mình cho rồi, cho nên các bạn nào như ở trong miền Nam để hay ăn ngọt thì cho thêm ít bột ngọt, ít đường vào. Như lúc nào gần được thì mới cho đường nhé. Còn như mình ở miền Bắc thì mình không thích ăn ngọt kiểu của đường, thì mình chỉ cho ít nước mắm, ít muối.
Và thích thì cho thêm một chút bột ngọt nữa thôi. Và các bạn lưu ý là khi xay thì chúng ta chỉ xay khoảng 10 giây một, 10 giây một chúng ta lại tắt máy xay và chúng ta lại bật lên, chúng ta lại xay tiếp. Xay khoảng 3 lần như vậy là nó sẽ được cái giúp như thế này. Mỗi lần 10 giây. Rồi bây giờ cho lửa nhỏ nhé. Chúng ta cứ rang đến khi nó khô là được nhé. Các bạn cho ruốc vào nhé. Cất vào ngăn mát tủ lạnh thì chúng ta dùng được rất là lâu ngày nhé. Hôm nay mình đã chia sẻ xong cách làm ruốc chả đông tại nhà cực kỳ nhanh và đơn giản. Bé ăn không no hóc mà sợi ruốc mà không bị vũng quá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.